Theo báo cáo của Ookla, tổ chức đo lường tốc độ di động hàng đầu thế giới, Vinaphone được đánh giá là nhà cung cấp dịch vụ di động có tốc độ nhanh nhất tại Việt Nam năm 2023. Đây là kết quả khách quan phản ánh ý kiến thực tế từ người dùng trên khắp cả nước. Để đạt được điều này, Vinaphone đã không chỉ chú trọng vào chất lượng dịch vụ mà còn tập trung cải thiện trải nghiệm của người dùng thông qua các kênh chăm sóc và đăng ký dịch vụ. Áp dụng công nghệ AI cùng sử dụng dữ liệu lớn, trang web và ứng dụng của Vinaphone còn giúp người dùng dễ dàng hơn trong quá trình lựa chọn sản phẩm và gói cước. Đối với một người làm truyền thông giống như mình thì đôi lúc thì mình cần những cái dự án rất là lớn và những cái file mình cần phải bàn giao file thì dung lượng cũng rất là lớn, thì mạng VPT đã giúp cho mình cải thiện rất nhiều về cái đường truyền. Và đội ngũ chăm sóc khách hàng thì họ chăm sóc và họ tư vấn cho mình rất là nhanh và mình cũng không tốn rất nhiều thời gian để được tư vấn. Có thể nói, những đánh giá thực tế từ người tiêu dùng đều đến từ chất lượng của nhà mạng. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng tốc độ mạng di động phục vụ người dùng, mà kết quả đo lường mới nhất của Speedtest còn cho thấy Vinaphone luôn không ngừng nỗ lực để mang đến trải nghiệm tốt hơn, vượt qua các sự mong đợi của người dùng.